được trải nghiệm một trong những phương pháp hiện đại được các trường đại học tại Anh và Mỹ áp dụng. Đó chính là phương pháp 3C, bao gồm Communicative Approach, hay còn gọi là học qua giao tiếp. Nhiều người ban đầu khá rụt rè, nhưng việc học qua giao tiếp với giáo viên và các bạn học liên tục sẽ giúp xây dựng sự tự tin, đồng thời bước đầu xây dựng cho các bạn tư duy phản xạ và tư duy bằng tiếng Anh. Chữ C tiếp theo chính là Cooperative Learning. Phương pháp học hợp tác, các học viên sẽ thảo luận nhóm và tham gia những mini game thú vị, giúp tăng tính đoàn kết và gia tăng sự tự tin. Chữ C cuối cùng, Cognitive Approach. Phương pháp học trì nhận, bạn sẽ được học theo từng chủ đề, tình huống và phát triển tư duy phản xạ ngôn ngữ một cách tự nhiên, giúp ghi nhớ dễ dàng và lâu hơn. Sau buổi học thử, các học viên sẽ được nhận những phần quà từ Doctina và được tư vấn một một với giảng viên để chọn ra cho mình một khóa học phù hợp nhất. Học miễn phí, tự tin giao tiếp, nhận quà mang về. Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký học thử tại Doctina ngay hôm nay?